Mà từ lúc mà ly hôn thì nói chung công việc nó nhiều, cho nên là em phải rút về để làm dãy, với lại bố mẹ em cũng già rồi. Thì ông bà lại lên mặt đường ở thì em rút xuống dãy em ở, thì em cũng tính là làm mấy năm thôi, xong nó ổn định thì mình bán đi, là mình lại rút lên mặt đường mình làm nghề thôi. Cũng được. Đã từng kết hôn, ly hôn cách đây được 10 năm, Dạ. cũng có con năm nay 20 tuổi ở với ông bà ngoại, vì công việc mình đi làm ăn xa, mở cho ông bà nuôi khi nhỏ rồi. Chắc lâu không được gặp con hả? Vâng. Thôi mời em trai giới thiệu về mình. Chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em là Trần Văn Giảng, em sinh năm 1976. Em đã lập gia đình rồi và đã ly hôn. Em trồng tiêu với cà phê. Tiêu, cà phê, điều. Điều. Được nhiều không Giảng? Em được 2 hecta. 2 hecta luôn. Rồi mời nhà gái giới thiệu về mình. Em Ngô Thị Hảo, sinh năm 77, đến từ Nghệ An, hiện tại đang công tác tại Bình Dương. Công việc hiện tại làm y tế cho công ty. Em làm y tế thì em phải có cái chuyên môn chứ đúng không? Dạ, em học dược ra. À, dược sĩ đó hả? Vâng. Trời, giỏi quá, dược sĩ làm được nhiều thứ rồi. Có rồi, giờ Đắk Lắk chưa vậy Hảo? Năm 92 vào Đắk Lắk thi đại học lên Tây Nguyên. Ủa vậy đó hả? Nhưng mà vào đó thì thấy nó không thích hợp thì thôi, lại quay về ngoài này. Về ngoài quê lại thi dược. À. Tại vì lúc đó mình chưa gặp được người thích hợp đó chị. Bây giờ là mình sẽ gặp được người thích hợp rồi mình nói lại luôn. Hen. Mong là vậy. Dạ. Mong là vậy. À, điểm mạnh điểm yếu gì nói cho bên Hảo nghe đi. À, khéo tay làm được tất cả những việc trong gia đình, điện nước. Rồi trước khi mà em về làm vườn rẫy á, thì em làm công việc gì? Trước thì em làm thợ may. Nói chung đồ sơ mi này em may rồi, đồ vét em cũng may. May được luôn. Chứ à, nghề nó ngon rồi nha, nghề may đồ vét hơi bị ngon đó. Nhưng mà từ lúc mà ly hôn thì nói chung công việc nó nhiều, cho nên là em phải rút về để làm dãy, với lại bố mẹ em cũng già rồi. Thì ông bà lại lên mặt đường ở thì em rút sang dãy em ở, thì em cũng tính là làm mấy năm thôi, xong nó ổn định thì mình bán đi, là mình lại rút lên mặt đường mình làm nghề thôi. Cũng được. Bây giờ thì đất ở Đắk Lắk thì cũng khá là ha. Em có gia đình có mấy đứa con? Em có 2 cháu, một trai một gái. Thì con gái thì ở mẹ, còn con trai ở với em 10 tuổi ở em, con gái thì 12 tuổi. Hai vợ chồng ở được 10 năm. Chị thì sao ạ? Em đã từng kết hôn, ly hôn cách đây được 10 năm. Dạ. Có con năm nay 20 tuổi ở với ông bà ngoại. Vì công việc mình đi làm ăn xa, bỏ cho ông bà nuôi khi nhỏ giờ. Chắc lâu không được gặp con hả? Vâng. Bao lâu rồi chị? Thì 2-3 năm em mới về một lần. Con đi làm gì vậy? Con giờ đang đi nghiệp vụ công an. Một mình chị nuôi con từ khi con 10 tuổi hả? Vâng. Không chị? Ông xã có cung cấp gì không? Không cần, không cung cấp, không gọi điện không gì hết. Bây giờ chị có còn liên lạc không? Không, cắt đứt lâu từ cái 10 năm nay. Trời ơi. Thứ nhất là người đó gia trưởng vô tâm, với là có con riêng ngoài. Tức là chồng em hả? Vâng. Có con riêng trước khi đến với chị hay không, là... sau này mới có. Giờ đang lúc ở với em. Ừ. Rồi có người nữa. Không, khi người ta đã có con nữa em không có gì hỏi nữa. Em tự chịu đựng vậy đó hả? Vâng. Lúc em không có muốn giành lại ông xã của mình hả? Tại vì mình giành lại thì cái đứa con kia nó lại cũng không có bố nữa. Thì con mình như vậy rồi thì mình chăm lo cho nó thôi. Nhưng mà bạn nhỏ là đang đi nghĩa vụ công an thì là tương lai cũng rất là tốt rồi. Chị cũng đừng có lo nhiều quá ha. Bây giờ mình... Mỗi lần mà mình khóc mình buồn vậy thì mình làm cái gì? Khóc thì ngủ. Khóc xong mình khóc ngủ. Ngủ. Ngủ vậy khóc nữa. Rồi có bao giờ mình mơ đến một cái mái ấm gia đình mới không? Trước thì không có nghĩ. Nhưng mà sau này, bây giờ con lớn thì cũng muốn tìm một cái bờ vai để che chở cho mình khi về xế. Bây giờ tương lai là chị mong muốn có một người đàn ông như thế nào để có thể ở được bên cạnh với chị? Thứ nhất là người đàn ông cái sức khỏe tốt. Thứ hai nữa có cái công việc ổn định, biết quan tâm, chia sẻ và yêu thương, biết đối nội đối ngoại là được. Chị muốn cao bao nhiêu? Cao khoảng 1m6, nó mập mập một tí, có sức khỏe. Tại vì
Em ốm rồi. Để Ngọc Lan qua Ngọc Lan coi anh trai như thế nào. Dạ em chào anh. Chào Ngọc Lan. Anh nghe hoàn cảnh của chị anh thấy sao anh? Thì nói chung là cũng trong cái tình cảm mình cảnh như vậy thì cũng thấy đồng cảm. Dạ. Nói chung là mình thì không bao giờ hút thuốc mà ngửi đến mùi thuốc đã khó chịu. Trời ơi ngon lành quá trời luôn. Rồi có uống rượu không? Rượu thì nói chung là không biết uống, uống nhưng mà uống ít á. Trời ơi quá trời được luôn rồi chị ơi. Không hút thuốc uống rượu luôn. Ngon anh lành. Cao hả chị? Cao. Bên đây bây giờ muốn tìm người vợ tương lai như thế nào nè? Nói chung là một người trung thủy, biết quan tâm chia sẻ và không vô tâm. Mình muốn một người hiền lành. Dạ. Không thích người hung dữ. Nếu mà cái tình yêu mà không có sự vun đắp từ hai phía thì nó không thể bền vững được. Em thấy chị bên này hiền lắm mà chia sẻ là cái hoàn cảnh của chị là em thấy là chị đủ cái tấm lòng để mà chia sẻ rồi đó. Em đi với ai em gái? Dạ em một mình. Một mình. Anh trai đi với ai? Mình cũng đi một mình. Một rồi. Mình luôn. Để ông mai bà mối lo. Hy vọng hai người về có hai mình. Dạ. Mở rào. Lần đầu tiên gặp mặt anh có món quà tặng. Dạ, em tặng anh. Anh rồi, vậy thêm thích. Còn anh tặng em chiếc đồng hồ để gọi là đánh dấu cái mốc thời gian. Đeo luôn cho chị. Để đưa cái hộp đen Ngọc Lan cầm cho. Vừa quá ha. Rồi hai người nói chuyện với nhau đi. Cái địa lý nó xa như vậy thì liệu là có thuận tiện nha. Nếu mà có duyên thì anh hy vọng là em có thể chuyển về Đắk Lắk. Nếu như mà lên đấy mà anh mà lo được công việc với cho em thì em sẵn sàng. Nói chung trước mắt thì về thì tạm thời là làm vườn với anh, sau này thì mình có thể là mình em bán thuốc được gì. Nếu mà mở được tiệm thuốc em bán được thuốc gì. Nói là thật anh, sức khỏe em mà đi làm đồng thì chắc em làm được. Không, nói chung là làm cái công việc ở trên đấy thì nó không có nặng. Bởi vì công việc nặng thì có thể mình thuê mà, mình đâu có nhất thiết là. Đến với nhau thì em có con mà con em là con trai thì theo anh thì cái đó có phải là cái rào cản. Không, nói chung là con cái thì nó không có gì là rào cản bởi vì chúng nó cũng lớn hết rồi. Anh cũng có một thằng con trai giờ lên 10, đang học lớp 4. Bây giờ dạng bước tới nắm tay Hảo đi, mạnh dạng lên. Đó. Tương lai thì mở tiệm thuốc thì sẽ được, không có vấn đề gì. Tương lai là bao lâu? Chắc khoảng tầm 3 đến 5 năm là được. Bởi vì anh cũng muốn ổn định cái vườn rẫy rồi, anh cũng bán đi để anh cũng làm nghề, chứ mình cũng không muốn làm vườn rẫy nữa. Được không chị? 3 năm được không chị? 3 đến 5 năm đó rồi, trên đó thì em làm cái gì? Thì nói chung là em cũng phụ anh làm vườn thôi. Anh cũng muốn em về trên đấy để gọi là xem cái công việc có phù hợp hay không, thì lúc đấy em thoải mái quyết định chứ đâu có phải là gì đâu. Bây giờ á là Giảng có tặng cho Hảo một bài thơ, bài nhạc gì đó không? Có mấy câu thơ này. Sao? Đọc đi có nè. Có duyên gặp ở chương trình, mong rằng có lợi để mình thành đôi, để cho hết cảnh đơn côi, sớm trưa chiều tối mình đều có nhau. Bây giờ anh chị để tay vào nút bấm đi, chúng ta đưa ra quyết định của riêng mình nha các anh chị. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Đã bấm. Chúc mừng hai chị đã đồng ý hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Nắm tay thật chặt nào. Nắm chặt vô. Đây nè, nắm về nè Giảng. Đó. Một nụ hôn bắt đầu cho một mối tình mới. Thử coi. Nó phải mạnh dạng lên xíu nào. Tôi tên Lâm Đức Nhỏ, tên thường gọi là Đức. Năm nay 50 tuổi. Đang sinh sống và làm việc tại Bình Chánh, Hồ Chí Minh. Đức Nhỏ làm gì anh? Làm nhân viên thủy sản. Nhân viên thủy sản là làm công việc gì?
làm công việc đóng thành phẩm, đóng gói. À, đóng gói hải sản đó hả? Dạ đúng rồi. À, đóng mực rồi cá này kia đúng không anh? Đúng rồi. Rồi, mời nhà gái. Em mời chị ạ. À, xin kính chào anh Quyền Linh, thân mến. À, em xin Ngọc Lan dễ thương. Dạ. Xin kính chào quý vị khán giả. Mình tên là Lê Ngọc Diễm. Mình 52 tuổi. Công việc của mình thì tự do tại nhà. Mình nói lớn lớn chút xíu cho nhà trai nghe có coi nè. Bây giờ mình giới thiệu lại coi nè, bên đây không nghe được gì luôn. Ha? Nói lớn cho nhà trai nghe để nhà trai cảm nhận dạ. Giọng nói của nhà gái rồi coi. Rồi bắt đầu. Xin kính chào anh Quyền Linh, thân mến. Đang dễ thương. Dạ. Quý vị khán giả. Mình tên là Lê Ngọc Diễm, 52 tuổi. Công việc của mình thì hiện là buôn bán tại nhà. Dạ, là mình đang ở đâu ạ? Mình đang ở là ấp 1 của xã Sơn Thế Thượng, huyện Hóc Môn. Dạ, là mình buôn bán ở đó luôn hả chị? Buôn bán tại nhà. Dạ, chị Diễm 52 tuổi. Ở Hóc Môn ạ. Buôn bán tại nhà. Ủa bên đó mình sinh năm mấy vậy? 52 tuổi ạ. Mà mình sinh năm mấy? Sinh năm 70 anh Quyền Linh ơi. Hả? Sinh năm 70. 70. 1970 dạ. Anh Linh sinh năm mấy? 72. À 72. Rồi. À, bên kia là lớn bên đây 2 tuổi, mình có thấy sao không anh? Cũng không thấy vấn đề gì. Không vấn đề gì đúng không? Nhất gái hơn hai nhì, trai hơn một. Rồi. Mà bên kia là làm điều dưỡng, bên đây là đóng gói thủy hải sản. Mình là bên kia ở đâu nghe chưa rõ nè. Dạ chị Diễm là ở Hóc Môn, chị làm nghề kinh doanh tự do tại nhà. À Hóc Môn. Hóc Môn, mình ở Bình Chánh. Nha. Rồi chắc cũng không xa gì mấy. Mà làm buôn bán ở nhà, mình buôn bán gì chị Diễm? Diễm buôn bán là quần áo may sẵn. Quần áo may sẵn. Dạ chị Diễm nói to lên chị, nói to lên cho bên coi kia. Coi như thiếu người đóng gói đó. Ha. Bây giờ có người về phụ đóng gói cũng được. Rồi chị Diễm cho mình biết chào chị. Chào anh. Mình biết một cái ưu điểm và khuyết điểm của mình đi, đứng đây cho nó nghe rõ hơn. Thì ưu điểm của Diễm thì vui vẻ, hòa đồng. Thẳng tính, thích giúp đỡ cho những người khó khăn. Hay quá. Còn nhược điểm thì hơi nóng tính, nhưng mà nóng theo cái mức độ, ví dụ như cái gì thì cảm thấy nói to một tí rồi thôi, nhưng mà cảm thấy nó sẽ nguội dần chứ không phải là cứ nóng mà cứ nóng nhất mình làm gì? Nóng nhất nóng quá thì im thinh à. Còn giống như đang nóng mà nói gì được thì cứ nói à. Mà khi mà cảm thấy nóng giống như cái mức độ ấy thì thôi im luôn. Có bao giờ mà nóng quá mà nói tùm lum tùm la, nói đến đến làm tổn thương người khác chưa? Chưa, nói chung là cái đó thì chưa dám. À. Ở đôi khi nóng quá nó bị cái đó đó ha. Có, như vậy là cũng đâu nóng đâu. Không có nóng lắm đâu. Không, nhiều khi bức xúc cái mình cũng nói to là sao thế này thế kia để cái gì đó. Ví dụ như cái đối phương của mình mà nói một hai câu gì mà mình cảm thấy mình dễ chịu thì mình thôi mình cứ nghĩ là thôi để một chút xíu giải thích sau. Chứ nếu mà cứ nói cãi ngồi thì sợ nhiều khi nó phải lớn tiếng nữa. Nhưng mà cái đối phương mà cứ nói nhiều quá thì mình cứ im được, luôn à. Nếu vậy cũng còn kiềm chế được. Đúng rồi, vậy là chỉ kiềm nhưng chế mà im, im luôn thì một lát sẽ nói rằng là dù như mới mốt là đừng có như vậy nữa, khi mà tôi im thì bạn đừng nói nữa hay là anh đừng nói nữa, nói giờ nó có thêm chuyện á. Rồi nóng cỡ đó đó ha. Thôi còn mình ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của tôi là vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn, không biết hút thuốc, không biết uống rượu. Còn khuyết điểm của mình? Khuyết điểm thì có làm việc hơi chậm thôi, chứ ăn cơm hơi chậm. Ăn cơm chậm à? Ăn cơm bao lâu? Khoảng 25-30 phút gì đó. Cũng không chậm mấy đâu. Nhai kỹ. Nhai kỹ thôi. Nhai kỹ no lâu. Ăn cơm chậm, anh ăn cơm chậm đó nè. Cơm chậm. Ăn bao lâu? Ăn cũng hơi bị lâu. Ăn cơm chậm là thể hiện những người đó họ sướng lắm. Họ đúng không rồi. Có bị lo âu, không bị gấp gáp, không bị cực khổ. Không đau bao tử. Dạ, cảm em, cái đó là em cảm nhận như vậy á. Còn mình làm nhanh quá, ăn nhanh là để làm nó nuốt không. Khổ. Đau bao tử. Mấy người mà ăn nhanh là khổ lắm. Đúng rồi. Mình có cái tật xấu gì không? Không, chỉ có tật xấu vậy thôi. Đó đâu phải tật xấu đâu. Đâu có tật xấu đâu ha. Chỉ có rồi. Hay quên thôi. Hay quên cũng phải tật xấu nữa, lớn tuổi rồi, quên thôi, thấy không? Quỳ Linh vậy lớn rồi quên hoài à. Xấu là cờ bạc kìa. Đúng rồi. Cờ bạc rượu chè đó. Rượu chè kìa. Cờ đúng bạc rồi. Kìa. Đỏ đen kìa mới xấu. Mới xấu. Còn hay quên, thật ra Linh lớn tuổi nên hay quên lắm. Mượn tiền ta là dễ quên lắm. Cái đó tật tốt mà. Đây. Chị Diễm, chị có ưu điểm gì chị nói cho nhà trai nghe đó. Ưu điểm chị nói rồi đó. Nãy chị nói à đúng rồi, chị nói rồi, chị nói thật rồi. Coi như là bên đây hay quên, bên kia có hay quên không?
thì coi như là mình cũng có cái ưu điểm là hòa đồng vậy đó, cũng như là thích giúp đỡ những người khó khăn. Nói chung là chị Diễm là hơi nóng tính thôi. Bên đây có nóng không? Vậy thôi. Phánh mà nóng tính thì có kiềm chế. Bên đây nguội tính nè, là hợp á. Hợp á, bên đây là cũng không nóng lắm đâu. Mà bên đây là nguội tính, là nguội ngắt à. Nóng vừa vừa. Dạ. Chị Diễm, chị bao nhiêu mối tình rồi? Thì nói chung là mối tình thì không có đâu, nhưng mà có đổ vỡ hôn nhân là ngày xưa là được ba mẹ gả thì kết hôn, thì có một bé trai, thì con trai bây giờ đang làm việc cho công ty du lịch của Việt Tourist á. Dạ, vậy là bạn cũng lớn trưởng thành rồi chị ha. Lớn. Con trai nhiêu tuổi rồi? Con trai 28 tuổi, anh Quỳnh Linh nè. Hả? 28 tuổi hả? Trời ơi, con lớn dữ ta. Có gia đình chưa chị Diễm? Dạ chưa anh. À, đưa tới đây luôn đi, tôi lo luôn cho. Nói con lên đây đi, nó không chịu. Nó kêu mẹ lên trước đi. À. Bà chị em là ly hôn rồi. Đó, có một đứa con trai 28 tuổi. Em chào anh. Chào em xin. Dạ. Em xin phép em qua nhà em trò chuyện với anh. Thì cô à. Dạ. Nguội tính nữa. Nguội gì lắm anh? Ừ. Nhiều khi mấy người làm chung la lớn mình thôi, mình nhịn rồi, không có cãi lại. Thấy chưa? Vậy là khỏe, bên kia la thoải mái. Bên kia cũng la nữa, giận bật lên rồi nói lớn tiếng thoải mái. Bên đây nhỏ nhẹ vậy hoài đó. Anh mình bao nhiêu mối tình rồi? Có một mối tình ly hôn rồi. Dạ, vậy là cũng giống chị em ha. Dạ. Anh có con chưa? Có một cháu gái 19 tuổi. Dạ. Bạn sống với ai anh? Con gái theo mẹ luôn. Dạ. Anh mình... có hay gặp con không? Không có gặp nữa, chỉ có điện thoại thôi. Bao lâu rồi chưa gặp con anh? 2 năm mấy rồi. Sao không gặp nó? Ở xa quá hay sao anh? Mẹ không cho gặp. Ở đâu rồi? Nghe nói ở Bình Dương gì đó mà mình cũng không biết địa chỉ luôn. Bình Dương, mất liên lạc. Bình Chánh cũng bình bình vậy mà sao xa dữ vậy ta? Tức là xưa mất liên lạc từ xưa giờ luôn hay là chỉ mới mất đây thôi? Mới mất liên lạc đây. Thì từ mà ly hôn nó bắt đầu mất liên lạc luôn, chặn cuộc gọi luôn, không có cho gọi nữa. Người vợ đó. Dạ, anh ly hôn lâu chưa? 2 năm rưỡi. Coi như từ lúc ly hôn giờ không gặp con luôn á. Không gặp. Nói chung là hai anh chị là đã lỡ một chuyến đò rồi. Dạ. Bây giờ mình đến đây để có thể nếu mà tìm được người bạn tri kỷ tri âm cùng nhau gọi là xây đắp một tổ ấm á. Dạ. Thì chắc chắn anh chị đã trải qua những cái đồ vỡ hôn nhân, anh chị sẽ vững vàng hơn. Dạ. Hiểu hơn ha. Dạ. Rồi hy sinh với nhau nhiều hơn. À, vậy thì anh nói luôn là mong muốn anh có một người bạn gái nó như thế nào? Thích người bạn gái vui vẻ hòa đồng, vui bên kia vui, chị dễ thương lắm, chỉ lúc nóng lên không vui thôi. Với thật lòng. Dạ. Thật lòng gì nữa, đừng biết uống rượu nhiều quá thôi. Ơi đây đâu biết uống rượu đúng không, uống bia chút rồi đó. chút vui thôi. Đồ giữ không chị, đồ chị giữ không? Không biết chút giống như bạn bè tiệc tùng thì cũng uống liên lon gì đó, thì chơi với bạn bè thì vậy có thôi, vui thôi mà được vui. Còn gì nữa không anh? Ngoại hình sao anh thích, anh mong muốn là ngoại hình của người bạn gái sắp tới của anh như thế nào? Ngoại hình thì cao 1m6 trở lên. Chị cao à? Cao. Chị cao á. Nói gì nữa, ốm hay mập? Dáng khoảng 50-60kg cũng được, khỏi lo, đây là dáng được rồi. Nói gì nữa, tóc dài, tóc ngắn, tóc nhuộm, tóc đen? Tóc thì không thành vấn đề. Tóc gì đâu, anh có muốn một cái gì đó đặc biệt không? Có gì đặc biệt không? MC hỏi anh, nhiều anh làm việc nhiều đó được rồi hả? Quê ở đâu? Hả? Làm việc Bình Chánh là quê ở đâu? Anh chỉ hỏi Bình Chánh là quê ở đâu vậy? Quê anh ở Sóc Trăng. Sóc Trăng. Giờ ai ở dưới? Có mẹ với Úc ở dưới. Ở huyện nào? Ở gần chợ thành phố luôn. À, gần ở thành phố luôn, trung tâm thành phố luôn đúng không? Rồi, đúng. Rồi, được không chị? Chị quê đâu? Quê Cà Mau. Cà Mau cũng gần mà. Nhưng mà lập nghiệp ở đây 3 mấy năm này rồi. Có gì còn ai dưới quê không? Còn ba, nói chung cũng còn. Vậy là còn về, còn ba là có về. Ít có về lắm, mấy năm nay không có về, tại vì ba lên trên đây đón ba lên. À, đón ba lên rồi, khỏe đúng không? Đón ba lên xong rồi thì thỉnh thoảng ba về quê thì chơi. Thật ra Sóc Trăng qua Cà Mau cũng không có xa. Đi mấy chục cây tới rồi. 5 mấy cây gì đó. Qua Bạc Liêu rồi tới Cà Mau rồi. Dạ, ha. Đúng rồi. Rồi. Anh thì anh miêu tả những cái chi tiết ngoại hình như thế thì thấy cũng chị là hơi bị ổn rồi đó. Bây giờ vấn đề là mình muốn cái người đàn ông cùng mình đi suốt cuộc đời nè, như thế nào? Thì muốn anh ấy là giống như vui vẻ hòa đồng, biết yêu thương gia đình.
Gì nữa? Giống như mình cũng có cái sự làm một chút cầu tiết nho nhỏ theo cái tuổi của mình á. Rồi mình phải năng động, phải cái gì đó nó cảm thấy giống như là cái bờ vai phải vững để cho mình chia sẻ khi mà mình cần một cái người đàn ông cho mình cái bờ vai. Anh này thì nãy giờ Linh thấy anh hiền, chất phác ha, thật thà, làm việc hơi chậm chút, mà anh có nói. Nói chuyện cũng hơi chậm, ăn nhưng, cũng hơi đúng chậm. Đúng rồi, ăn hơi chậm, nhưng con người tình cảm. Dừa thì chắc cũng không đổ đâu, dừa cũng chắc đó. Nhưng vấn đề là anh không có nhanh như nhiều người khác. Như thôi mình làm gọi là quần áo mà đúng không? Anh có thể đóng gói rồi chở đi bỏ hàng cũng được. Linh thấy không hợp chỗ đó thôi. Là chị có yêu cầu là bây giờ thí dụ giờ chị ở nhà với ai? Hai mẹ con thôi. Mình nhà riêng mình luôn đúng không? Mình ở ở đâu? Ở Ấp 1 Xuân Thế Thượng, Hóc Môn. Xuân Thế Thượng, Hóc Môn. Rồi bây giờ chị hỏi coi là chị có cái điểm như nào mà không có thích ở người đàn ông không? Để em biết né luôn. Không thích người đàn ông thì không thích làm la cà bê tha hoặc là nhậu nhẹt đỏ đen. Rồi bên đây không có. Rồi, rồi gia trưởng đại khái là những cái gì mà những người phụ nữ nó trải qua rồi hết thì đâm ra mình cũng nhìn đó mình cũng sợ. Anh này không có gì đâu, bây giờ anh thiệt lắm. Anh đang ở với ai? Sống một mình. Nhà của mình luôn hả? Không có thuê trọ. À nhà trọ hả? Rồi mình có nhà dưới quê không? Có nhà của bà già má. Ủa xưa giờ mình về lên đây, mình lên Sài Gòn bao nhiêu năm rồi? 10 năm. 10 năm mình chưa có. Chưa có. Đó. Cố gắng bây giờ là hai, nếu mà hai người đến với nhau á thì mình cố gắng dành giùm mua đất riêng ha. Cái thật ra là chỉ có nhà rồi. Ví dụ như bên đây muốn về nhà bên đây ở được không? Ở thì được, tại vì nhà mình có tới 2-3 căn. Trời ơi ngon lành. Ê, nhà tôi có 2-3 căn nữa nha. Nhà trai cẩn thận. À bên đó nhà tôi. À quên lộn nhà rồi. Về nhà bà đi bà. Dạ, thấy sang bắt hoàng làm lộn. Ngọ cũng hơi kỳ. Tôi nghe nhà 2-3 căn cái tôi ban qua. Đó, đúng không? Bây giờ mình hỏi người thân. Nói chơi vui chứ thật ra nhà cửa thì cũng duyên số rồi. Trời đã định đâu rồi, người có nhà, người có nhà. Người có số điền chủ à. Đúng rồi, quan trọng là mình cố gắng nỗ lực trong cuộc sống được rồi ha. Dạ. Rồi. Nhưng hỏi người thân đi. Hỏi đi. Chị đi với ai vậy? Mình đi con mình. Rồi. Trai đi công tác. Có Ngọc Lan, chị an tâm. Anh trai đi với ai? Đi với em họ. Em họ. Rồi cho gặp em họ chút nữa nè. Xin chào MC. Em cứ ngồi xuống. Em để cái máy điện thoại sau lưng để nó nhiễu sóng. Rồi. Dạ, ok. Xin chào MC Nguyễn Linh. Chị để vô trong cái mic cái nón. Đúng rồi. Cái mic. Em xin chào MC Nguyễn Linh và MC Ngọc Lan. Dạ. Em là em họ của anh Đức. Anh Đức hiền quá hả? Dạ anh hiền không? Không có biết đường, không có biết đường đi nữa cho nên là nhờ em dẫn đi á. Trời ơi. Vậy hả? Dạ. Nhà mình thui thủi vậy đó hả? Anh cứ đi làm không à, anh không có uống cà phê hay là quen với một cái người nào ở ngoài hết trơn á. Chỉ biết đi làm là sáng đi làm rồi chiều về, tối về là ở nhà thôi, không có đi đâu hết. Anh mà đi lên trên Sài Gòn mà đi lên cả chục lần cũng không có biết đường luôn nữa. Là 2 năm nay sống con mình rồi lủi thủi. Lúc trước á thì ảnh lên đây nó sống với vợ, rồi sau đó vợ ảnh mới dắt con đi, thì giống hệt như không hợp á mới dắt con đi. Rồi ảnh sống thủi thủi một mình ở Bình Chánh thôi. Rồi mẹ dẫn con đi 2 năm mấy rồi. Chỉ là ảnh có chuyển tiền mỗi tháng á, thì nói chuyện qua Zalo thôi. Chứ ảnh nói hỏi ảnh có thấy con không, nói thấy mặt thôi. Chứ anh không biết con anh ốm hay là mập nữa. Rồi vợ thì chặn cuộc gọi, không có nói chuyện, ảnh hiền lắm. Không có biết đường, không biết xá gì hết trơn. Ủa, em giờ... là em họ hả? Dạ em họ. Anh em ở là... gần em không? Em là... em ở trên Đầm Sen á, ảnh ở dưới Bình Chánh. Ảnh ở đó xung quanh còn bà con gì nữa không? Không, ảnh lên đây trên Sài Gòn này chỉ có bằng anh em thôi, là em họ của ảnh thôi. Còn quê của ảnh á thì ở Sóc Trăng. Ảnh cũng có chị em đồ sống ở bên nước ngoài á. Nước ngoài hả? Dạ, chị ảnh có hỗ trợ gì ảnh? Cũng có cho tiền ảnh, gửi cho con rồi này nọ. Vậy cũng được ha. Dạ, nhưng mà ảnh rất là hiền. Anh có bạn gái gì quen không nhiều. Có quen ai hết, lên trên mạng cái tìm hiểu cái thấy hiền quá cái kêu anh chuyển tiền cho em đi gạt nó như vậy. Anh nói anh hẹn đi uống nước cái nó kêu cho tiền đi rồi nó mới đi, cho nên anh nói anh không có quen ai được hết trơn á, rồi em thấy vậy cho nên em dẫn cho đi. Dạ rồi, vậy chắc là chị là người đăng ký cho ảnh tham gia chương trình hả? Đúng rồi, đăng ký cho ảnh không có biết đâu.
Anh không có biết nhắn tin là gì, người ta nhắn lại kêu phản hồi rồi lại cũng không biết nữa. Rồi, xin hiểu rồi. Dạ. Cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Thật ra vậy nè anh, thật ra Linh lớn anh có 1 tuổi thôi. Dạ. Với nhiều kinh nghiệm của Linh á, Linh chia sẻ này nè, anh quá hiền đi. Thật ra là để một người phụ nữ mà gọi là có thể nương tựa được, nương tựa được cũng rất là khó. Dạ. Anh hiền quá, hiền đến mức mà như nãy em họ chia sẻ đó. Thật ra hiền là cũng tốt rồi, nhưng mà mình cố gắng mình mạnh mẽ lên nữa, mình giao tiếp nhiều hơn nữa, để cho người phụ nữ đó là họ có thể yên tâm về mình đó. Bây giờ mình làm lương mỗi tháng như vậy thì mình tiêu xài, mình dành dụm gì được nhiều không anh? Khoảng 100 triệu. À, anh có nghĩ lúc nào đó mình sẽ kiếm mua một mảnh đất rồi đó, kinh doanh cái gì đó thêm khá thêm không? Cũng có. Nếu kinh doanh được anh kinh doanh cái gì? Buôn bán gì đó. À, buôn bán gì đó. Anh hiền khô à. Thật ra Linh nghĩ chắc gọi là bà xã của anh đó, đôi khi là chị thấy anh cũng nhút nhát hiền quá rồi, nhiều khi bảo vệ chị không được đó, đúng không anh? Đúng đúng không? Đúng rồi, vợ thì thích lãng mạn lắm, mình thì không có đáp ứng được. Phụ nữ cũng thích lãng mạn lắm, mình cố gắng lên chứ. Mình lên mạng mình học hỏi, mình mở mạng lên mình coi cách nào đó chiều phụ nữ, cách nào chăm sóc phụ nữ, cách nào đó gọi là mạnh mẽ hơn chút xíu nữa. Theo Linh là như vậy đó. Rảnh không đi uống cà phê, tôi chỉ kinh nghiệm cho ông chút xíu. Thấy không? Chứ giờ mình mà kế bên người phụ nữ mình không biết cái gì hết thì nó gì cũng không biết hết thì cũng rất là khó, rất là cho khó cái luôn sống. Á nha, thấy thương quá. Đây là một người thật ra đáng thương nhiều hơn rất đó, rất là thương. Chắc có lẽ trong môi trường của anh hiền quá đó, không, cuộc sống hỏi, gia đình cũng vậy, anh hiền quá. Em hỏi chị gái vẫn coi thấy yên tâm chứ. Nãy chị mới nói là anh muốn lãng mạn phải mạnh mẽ lên mới lãng mạn được, chị nhưng mới mà, nói xong. Nhưng mà theo Linh á là chị gái bên kia à, vậy là về chủ động hết đi, coi như là ngoài người vợ ra người thầy về tình yêu hay gì đó chẳng hạn, tại vì không ai chỉ thôi chứ giờ vợ chỉ là phải làm theo không anh? Dạ. Đúng không? Đúng đúng ha. Rồi bây giờ mình nói như vậy để cảm nhận thôi, bây giờ mình mở rào. Đúng rồi, để cho hai người trò chuyện thẳng với nhau đi nha. Mở rào, nói lớn lên, nói lớn lên ha. Rồi bước tới. À, mời anh. Anh chào em, anh có món quà tặng em. Em chào anh, em cũng có món quà. Anh cầm em mở. Hát bài tặng liền, hát bài tặng liền. Bây giờ nó không được, hát bài trước đi. Đứng đó hát cho chị nghe luôn, đứng sát bên đó. Giờ xin hát bài 60 năm cuộc đời. Mời em nhảy chung được không? Đó. Đứng lên luôn đó. Đi. Bắt đầu tình yêu vô rồi đó, mạnh mẽ rồi đó. Rồi, nói lại nào, nói lại đi, nói lại cho chị nghe coi. Nhìn vô mặt chị kìa, nói thẳng vô mặt người đối diện anh. Anh xin hát bài 65 cuộc đời tặng em. Mời em nhảy chung. Mời em nhảy chung cho vô. Rồi, bắt đầu. Anh hát đi, em đứng em nghe được rồi. Em ơi, có bao nhiêu? Vô. 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau phào dương ta hoài hoài, 2 năm mươi cưới là bao, ơi là thế, đời sống không là bao, ơi là bao, đời không bao là thế, ơi được bao năm sống mà yêu nhau, em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời, khi xa anh rồi em biết yêu thương ai, nên khi yêu ai thì yêu cho trọn lời, em ơi cưới là bao. Rung không? Rung không? Dễ thương quá. Rung rung không? Hơi rung. Hơi rung đúng không? Dễ thương lắm á. Chị thấy sao chị? Chị thấy sao chị? Dễ thương ha chị ha. Chung thấy anh nhỏ cũng hài hòa đó, có hài hòa vui vẻ. Vui vẻ. Nhưng mà không biết thì cái sự mạnh mẽ của anh nó được bao nhiêu? Thiếu nhiều lắm. Thì chắc chắn thấy thiếu. Rồi bây giờ trò chuyện với nhau đi. Đó, nãy giờ cảm giác anh nhảy anh hát trước mặt một người phụ nữ dễ thương xinh đẹp đó nha. Thấy sao nè? Em thấy anh là sao? Không đó, mình thấy ta trước đi. Anh thấy em cũng thấy cũng hiền, cũng dễ thương. Em không có hiền đâu nha. Tức là em chỉ có là nóng tính mà em có biết kiềm chế thì em không có hiền. Khi nào em nóng anh nguội lại.
Cãi lộn với ông này chắc cũng tức dữ. Ông không trả lời. Mình muốn em nói cho nó xong câu chuyện mà ông không trả lời. Dạ, em thì hiện thì em cũng mới về trên đó ở được mới vài năm thôi. Trước thì em ở dưới đây. Hóc Môn thì cũng gần mà. Bình Chánh, anh làm Bình Chánh. Bình Chánh. Giờ hẹn coi hẹn hò sao đó, em rảnh ngày nào anh sẽ tới đưa em gì đó, tuần mấy lần hứa với em nói rồi. Ví dụ một tuần anh lên thăm em ngày nào được? Nói chung thì em ở tại nhà. Ví dụ như anh có lên thì anh cứ báo trước, từ chiều nay anh lên hay là ngày mai gì đó thì em cũng vẫn ở nhà chứ cũng ít có đi đâu lắm. Dạ. Mà sao anh nói là anh hiền quá, anh hiền mà sao mà chị lại không muốn sống chung với anh là sao vậy? Mình anh lo làm không, mà em thấy anh cũng có hiền mà cái hiền này thì cũng nói chung cũng không có gì để đáng trách hết, mà sao chị lại dẫn con đi? Anh như lo làm không á, vợ mình thích lãng mạn á, mình không đáp ứng được, cũng như hay đi ăn uống này kia vậy đó. Anh đi làm chiều anh cũng về mà. Mà làm về mệt anh làm ý đi đâu lắm. Thích thì, ở trong nhà nhiều hơn. Thì sau này anh thí dụ gặp người mới anh rút kinh nghiệm lại. Đúng rồi, câu này hay nè. Nãy giờ anh chờ có một câu nhỏ nhỏ đó hả? Đúng rồi, chờ câu này thôi đó. Giờ mới hiểu ra đúng không? Muộn rồi, nhưng mà giờ mình làm lại từ đầu nha. Trời đất ơi, về mà vợ kêu anh đi ăn uống làm biết anh mệt quá. Nó nói hoài bà đi luôn là đúng rồi. Nhớ nha. Khi này sau này á, nếu mà vợ mình hay là người yêu mình này kia ha, mà nói anh ơi em muốn này muốn kia là phải đi bằng mọi giá, thậm chí người ta không muốn mình cũng phải tổ chức đi ăn uống rồi dẫn đi du lịch cho lãng mạn. Ví dụ như mình có kinh phí nhiều á thì mình đi xa, mình không có kinh phí nhiều mình dẫn đi vòng vòng sở thú chẳng hạn, ví dụ vậy. Nhưng phải đi nha. Có bao giờ tặng hoa cho vợ chưa? Chưa. Có bao giờ dẫn vợ đi du lịch chưa? Như công ty có tổ chức đi thì đi chung vậy. Trời đất ơi, có bao giờ hai người đi riêng uống cà phê gì chưa? Không có. Có bao giờ nói vợ rằng anh thương em nhiều lắm không? Có không? Không có nói thật lòng. Vậy bà bỏ không? Đúng không ơi? Chưa bao giờ nói cái gì hết trơn. Đó, bây giờ nè, kinh nghiệm là bắt đầu từ bây giờ. Nói và làm nhiều hơn nha. Mình làm ăn như tối. Đó, nãy chị hỏi tối anh về làm gì? Tối còn nguyên buổi tối mà. Đó, ví dụ như chiều cuối tuần về thì dẫn gia đình, vợ con gì đó đi ra phố, không ăn thì cà phê, đại khái là... thỉnh thoảng cũng có một vài lần chứ không phải là in thinh luôn. Đúng rồi. Cái gì người ta cũng buồn vậy. chưa có tặng quà cho vợ luôn phải không? Hôm nay mình tặng cho chị gái gì vậy? Chai dầu thơm. Lần đầu tiên tặng quà cho một người khác á đúng không? Đúng rồi thấy không? Lần đầu tiên trong cuộc đời tặng chai dầu thơm cho người khác. Còn đó em á thì em thấy anh mặc áo sơ mi nó cũng hợp á, em tặng cho anh cái cà vạt thôi để em xin phép được. nhưng mà cái này em cũng không biết thắt nha, em chỉ hoàng cho anh để cho anh cảm nhận rằng là Diễm sẽ có tặng cho anh một cái món quà để rồi là trên vai anh nó là luôn luôn có một người bạn gái đó là em đi. Trời ơi. Vậy em có thể cho anh cơ hội tìm hiểu được không? Cho anh cơ hội phải làm gì ta mới cho cơ hội chứ. Chút xíu em sẽ trả lời cho anh ha. Đó, thấy chưa, thấy người ta phụ nữ ta lãng mạn chưa. Em không biết thắt nhưng mà quên thì không cho nó có đi. Thắt cho nó đừng có thắt khổ là được rồi. Không, cái này là thắt cho nó có thôi. Thắt cho có để yêu thương. Đúng rồi. Trời ơi, cũng được rồi. Ngon ngon. Đẹp quá. Cũng hợp cái áo này. Đẹp quá. Rồi, cảm ơn anh. Mở cái dầu thơm. Mở cái dầu thơm đó, em ngồi cho anh xịt. Em xịt cho nó thử. Em mở cái dầu thơm. Anh mở cái dầu thơm nha mà. Anh mở cái dầu thơm đó. Thử em có thích mùi này không? Đứng ra đây nè. Từ từ nha. Nhẹ nhàng mở cái dầu thơm. Xịt nhẹ nhàng thôi. Cái hương này nó có hợp với em không? Đó giờ chắc chưa bao giờ mở quà không xé nát cái dầu thơm luôn. Giống như nãy chị đeo cái cà ra vát cho anh thấy không? Đây, tôi lùm rác cho. Đó. Trời ơi, đã. Nhẹ nhàng à. Cái màu giống áo của em quá. Giống áo luôn đó, biết xịt không? Từ từ. Anh xin phép xịt. Xịt đâu? Xịt đâu vô da vậy?
Xịt vô lâu. Hả? Xịt vô lâu. Anh Luyến. Được rồi, được, được rồi, em mùi, em mùi. Ghen cái tóc nhẹ nhàng, xịt vô cổ nhẹ nhàng vô. Đúng rồi, nhẹ thôi. Đừng có gì lỗ tai. Rồi, được rồi. Nhẹ nhàng thôi. Rồi. Xịt còn đãi lên vai lưng mình. Cảm ơn anh. Chưa lần nào đúng không? Chưa. Đó nó là như vậy nha. Đây lần đầu tiên và có nhiều lần nữa. Chiều chiều về anh ghé ngang chị đó. Ví dụ như qua hẹn đi chơi nói em đừng có xịt dầu thơm để anh xịt cho. Đầu dán tóc nhẹ nhàng xịt nhẹ nhàng lên giống như nãy vậy đó. Chứ không phải đưa vô vai xịt ào ào sau lưng nha. Được ha? Đó, từ từ nó tập nó mới yêu mà. Rồi ngồi xuống, được rồi đó. Rồi cái cà ra vát nó cả cái mít. Cả mít này. Ok. Thôi. Đấy luôn rồi. Em ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời. Tôi 40 tuổi thì tôi nghe có 60 năm mà, tức là tôi sống còn được có 20 năm. Cái gì hoài sao tiến bộ nổi rồi bay? Nghe nói em quê Cà Mau em. Dạ, em quê Cà Mau. Cà Mau. Mà em lập nghiệp ở đây cũng hơn 30 năm rồi. Dạ. Anh có thỉnh thoảng có hay về quê mình không? Cũng lâu lâu mới về một lần. Nhiều khi Tết rồi anh mới về. Em anh cho em hỏi anh câu này nha. Anh có thích có yêu thú cưng không vậy? Hồi đó giờ anh không có nuôi gì đó. Dạ. Tại vì em nuôi, em thích anh nuôi chứ không sao. Tại vì em á là rất là yêu thích thú cưng nên ở nhà em có một con chó cưng thương lắm. Em nói trước để mai mốt anh có đến nhà hay gì đó thì anh sẽ nói rằng là ủa sao không nói trước cho anh biết là cái không sao. Dạ. Vậy anh làm thì thứ bảy chủ nhật anh nghỉ hay sao? Nhiều khi cũng chủ nhật nhiều khi nhầm tuần không nghỉ, nhưng mà mình có công việc gì mình nghỉ ngày nào cũng được. À, chủ nhật có thể anh cũng tăng ca luôn. Ví dụ muốn gặp em vậy anh nghỉ từng gặp lần nghỉ ngày cũng được. Dạ. Thì nói chung là cái đó cũng do công việc thôi. Thì cái đó là tùy, nếu mà anh có ý thì vậy thì tự anh sắp xếp. Anh chị có tính luôn cái chuyện mà tiến tới với nhau luôn. Hỏi anh. Em thấy lớn anh chứ anh thấy em cũng còn trẻ mà. Cảm ơn anh. Hỏi bây giờ thí dụ anh muốn tiến tới thì khoảng chừng nào anh cho anh tiến tới? Ví dụ như anh tìm hiểu với em khoảng bao lâu mới cho làm đám cưới? Thì bây giờ nếu như mà giữa em với anh cho nhau cơ hội mình có tìm hiểu đi, cảm thấy nó đủ lớn thì mình không nói được thời gian, dừng nó đủ lớn thì mình cứ bước tới thôi chứ không sao hết. Chứ em không nói được thời gian. Tại vì tuy rằng là mình đến với nhau trong thời điểm này thì nó muộn cho cái tuổi tác, nhưng mà thật sự thì nó cũng phải cần có đủ lớn chút xíu. Thì mình sẽ bước tới. Rồi bây giờ hai chị tính với nhau là nếu mà bước tới với nhau thì mình sống ở đâu? Anh nói đi, dù như bước tới với nhau thì anh sống ở đâu, mình sống ở đâu? Ví dụ như anh với em sống với nhau, miễn có công việc làm ổn định thì anh làm ở đâu cũng được. Thì anh dẫn em đi theo anh hay là em dẫn em dẫn anh theo em? Ý anh là sao? Ý anh là muốn dẫn em theo anh hay là ý anh là muốn em dẫn anh đi theo em? em có biết buôn bán gì vậy là được rồi, cái làm cái gì khác em, vậy? Em cũng buôn bán nhỏ thôi à. Tại vì cái nói chung là cái gì nó cũng vậy đó, thì có một cái công việc vô ra thì nó sẽ vui hơn. Thành ra hỏi anh đưa chị về cũng hơi khó. Bây giờ anh đang ở nhà trọ ha. Quan trọng là nếu mà mình về nhà chị mình ở, mình phụ chị được không? Cũng được. Được ha. Rồi còn cậu con trai nữa, quan trọng mình có vượt qua chỗ cậu con trai hay không nữa. Còn một cái cửa đó nữa đó. Mình muốn chinh phục mẹ thì phải chinh phục con, bởi cậu con trai cũng 28 tuổi rồi. Không? Mình phải tìm hiểu con trai nó thích gì đó. Cái này cũng là khó lắm á nha. Cái này là cái giai đoạn mà anh phải thể hiện bản lĩnh của một người đàn ông, của một người trụ cột gia đình. Đó, mà con trai thì rất là thương mẹ.
Mẹ đã cả một cái thanh xuân, cả một đời để lo lắng cho con rồi, hy sinh cho gia đình rồi. Cho nên bây giờ khi mà anh bước đến với cái cuộc đời của chị thì anh phải làm một cái điều gì đó, anh phải làm như thế nào đó để con trai của chị tin rằng mẹ sẽ chắc chắn sẽ hạnh phúc và sẽ có người chăm lo cho mẹ. Anh có làm được điều đó hay không? Anh có chuẩn bị gì cho cái hành trình đó hay không? Thì anh cũng cố gắng. Cố gắng, thật ra nè anh, tại vì thật ra anh cũng chưa biết gì đâu, anh không muốn tính toán được gì đâu. Chỉ có điều quan trọng là anh cố gắng là gọi là chăm sóc chị. Mình chỉ có cái sự gọi là yêu thương thật lòng mình thôi. Mình không chỉ chăm sóc chị ấy mà chăm sóc con của chị là đủ rồi. Mình chia sẻ thật tình thôi là đủ rồi. Vấn đề là phải mình rèn luyện cho nó nhanh hơn xíu nữa. Ví dụ chị nói anh chở cho em mấy bộ đồ dao đằng kia là phải xách xe chở đi liền thế nào đó, chứ chở tới nơi trễ là người ta không nhận hàng cũng mệt. Thí dụ á, chỉ cần mình cố gắng là được rồi. Tôi nghĩ với chị thì chắc chị cũng không cần phải tiền bạc hay nhà cửa gì nhiều lắm đâu, mà chỉ cần sự yêu thương và che chở thôi. Còn ví dụ như em cái việc em làm thì em cũng quen đi, em không cần anh trợ giúp, mà em chỉ cần anh có cái việc làm ổn định của anh, để anh cũng có đi ra đi vô, để có cái sự này kết nối giữa bạn bè với gia đình với bản thân anh rồi đó, để cho anh linh hoạt thêm một chút. Giống như ngày hôm nay á, thì mình được gặp với nhau đây cũng là một cái duyên. Nhưng mà ở đây là em muốn là tới đây á, tại vì ở đây nãy giờ ai cũng nói anh là hiền, mà em thấy anh hiền thật, thì em muốn là anh phải mạnh mẽ lên tí, anh phải có một chút xíu là coi như chia sẻ ra ngoài, tức là có bạn bè, anh em gì đó, để cái mình có cái sự dao động nói giữa gia đình và bên ngoài, chứ không phải là anh đi làm anh về nhà với gia đình với vợ không, thì đâm ra một người đàn ông bị nhàm chán trong cái cách sống lắm. Chị không, anh không, anh sống quen rồi chị yên thì tâm đó. Khi mà đi đến với chị nên là anh chỉ về với chị thôi, chỉ chăm lo cho chị thôi, không đi chơi đâu. Không, nhưng mà với chị như vậy nó sẽ làm gây ra cái sự nhàm chán cho bản thân chị nữa. Chị cũng không, ví dụ như em thì ví dụ như em thích là chồng em phải đi về với em suốt đó, là cái đó là cái sự mong muốn là người phụ nữ nào cũng muốn. Nhưng ở đây ví dụ như em muốn là anh phải có bạn bè chút xíu, rồi phải giống như là cùng với bạn bè phải có cái sự là giao động với giao lưu giao động bên ngoài chút xíu. Ví dụ như chiều nay anh chỉ nói là em chiều nay chuẩn bị gì đó, rồi anh về chở em đi ra đây ngồi với bạn đang hẹn ở đây, hay là hôm nay là sinh nhật bạn anh á, chiều nay vợ chuẩn bị đi rồi chồng về là chở vợ đi sinh nhật, hay là chở đi tiệc. Đại khái là phải có cái nhóm bạn của bên anh để nó có một cái sự hài hòa giữa. Anh có nhiều bạn không? Gia đình cũng ít thôi, tại tôi không biết dạo nhiều á, ít bạn thân quá. Không, chở bả qua uống cà phê với tôi. Không có nhậu, chỉ cần qua uống cà phê thôi, hiểu không? Cũng có đi chở vợ đi chơi này kia chứ, không phải là chị nói đúng, không phải mình cứ nhàm đi theo chị hoài nha. Đó, thí dụ như không có nhậu bạn cà phê thì qua gặp tôi sáng uống cà phê, 6 giờ sáng uống cà phê với tôi. Thời gian nó được không có, không uống cà phê tôi uống Ngọc Lan, hai đứa tôi gần nhau, chở hai người qua uống cà phê với tôi 6 giờ rưỡi vậy là được ha. Nói chứ chị muốn anh giao tiếp nhiều, đi tới lui nhiều, quan hệ nhiều chút xíu cho cuộc đời nó vui chút xíu chứ. Bây giờ cứ ở nhà hoài cũng chán, đúng rồi, ngày nào cũng ở nhà hoài cũng chán. Bây giờ cứ giữ công việc đó, quan trọng là từ đây tới sau đó là cứ chị rảnh lúc nào lên phụ được lúc nào hay lúc đó, chứng minh được cái tình yêu của mình với chị thôi là xong. Được không? Được. Chị không cần gì hết trơn á, cần như đó thôi, đúng không chị? Cần cái thời gian yêu thương chia sẻ. Rồi, tức là chia sẻ không phải chia sẻ một mình vợ mà chia sẻ tất cả cho mọi người xung quanh mình, bạn bè gì đó. Ví dụ con trai đi chơi đâu hay gì đó, nói để cho chú chở con đi, hay là con cần gì hỗ trợ. Nó cần gì chú chở con, hai chú cháu mình đi ra đây, em biết đâu hai chú cháu đi cà phê làm sao. Đúng rồi. Còn thế mà chú đi ở đây chú coi con thích cái món quà này mà có hợp không, mà đại khái là chú động viên cho con, đại khái là một cái tinh thần mạnh mẽ lên. Chị mà cái tiếp người như anh á là chị đã rất là hài lòng rồi. Một người đàn ông của gia đình chỉ biết đến vợ, đến con thôi, đến gia đình thôi. Nhưng chỉ mong muốn anh chủ động hơn một chút xíu nữa trong cuộc sống, để nó không gây ra cái sự nhàm chán của gia đình. Anh ha? Thụ động quá, cuộc sống nó cũng gọi là nó nhàm chán, nó tẻ nhạt lắm. Để từ từ sửa lại. Đúng rồi, dạ. Được. Nhưng mà bây giờ chị phải là người hướng dẫn. Đúng rồi. Chị phải là người chủ động để cho anh chủ động. Mà Linh nghĩ chị làm được điều đó đó. Đúng rồi. Làm được. Đây là người phụ nữ rất là bản lĩnh luôn. Rất bây giờ rõ ràng. Cách nói chuyện là biết rồi. Thành ra là bây giờ chỉ vẽ đường lại đi. Thật ra anh ít giao tiếp, đúng, muốn tội nghiệp, không có điều kiện để giao tiếp. Thật ra anh sợ, anh ngại. Thì bây giờ thôi mình chủ động, mình chỉ giùm cái. Người đàn ông này rất an toàn cho mình. Đúng rồi.
không phải lo gì hết. Rồi, đẹp trai nữa chứ bộ. Thấy không? Chỉ có cái quá hiền thôi. Cao ráng. Hiền quá cũng chưa đến, chưa cũng chưa tốt lắm. Ờ, hiền quá thì nói chung thì cái hiền thì ai cũng cũng chuộng, nhưng mà mình hiền với cái mức độ của người đàn ông thôi chứ không phải là quá hiền. Giờ thí dụ như gặp một người nào đó người ta gây gỗ với vợ anh thì anh làm gì? À đúng rồi đó, anh Linh hỏi câu nữa được. Ví dụ như gây gỗ mà nó nạt nộ rồi tao đánh mày này kia nọ, người ta hùng hổ thì anh phải làm sao? Ví dụ đánh vợ thì mình phải ra tay chứ. Đó, phải ra tay. Ví dụ như gặp một người mà giống người ta chỉ muốn ăn hiếp thôi, làm ta thấy mình là phụ nữ mà đang ấy như kia nọ, ta muốn ăn hiếp, ta muốn dồ đến mình đó, thì anh phải làm cái thế nào? Thì anh cũng phải bên vợ chứ. Phải tìm cách nào đó bên vợ ha. Đó cũng được, nhưng mà cố gắng là mạnh mẽ. Thật ra không phải mình nhào tới quýnh lộn với người ta gì đó thì không nên, nhưng mà tìm cách bảo vệ vợ. Thôi em đi vô đi, để đàn ông để anh nói chuyện cho. Ví dụ như là người nhà tôi làm gì mà anh phải vậy, thôi giờ nếu mà bà có gì để tôi xin lỗi đi, rồi từ từ nói chuyện. Đại khái là mình cũng phải có một cái gì mà ai gây lộn với em, vô vô nhà để anh giải quyết cho, vô đi để anh giải quyết. Rồi chuyện là bà vô nói em xin lỗi chị nha. Không phải như vậy đó anh. Ví dụ giờ chẳng hạn miễn sao mình che chở bảo vệ vợ mình thoát khỏi chỗ đó được rồi, còn mình đứng ra mình chịu, đứng mũi chịu sào mình xin lỗi cũng sao hết. Giờ em hỏi anh nè, ví dụ như giờ anh phát hiện nó công nào đang cua bả sao? Căng à? Cái đó mình cũng chưa biết. Chưa biết. Cách để cho đi luôn quá. Mình phải cách để cho người ta dẫn đi luôn quá. Mình phải điều tra hỏi lại kỹ càng mới được. Hỏi gì rõ ràng là có một người là trong xóm mà đang tấn công. Bởi vì anh vậy đó thành ra hả, chị giận anh chị đi là phải rồi. Ít ra anh phải, giờ anh không biết đúng sai mà anh thấy có ai thì anh phải nói lên, anh phải lên tiếng liền mới được chứ. Anh ấy ủa bà xã tôi mà hay là gì đó mà sao mà anh vậy. Ví dụ như tôi nói không phải này, tôi chỉ hỏi chuyện bả chút gì đó thì thôi. Còn vụ này tại vì tôi thích bả, người ta thấy anh hiền quá, người ta tấn công vợ anh sao? Rồi, anh phải có hành động chứ không phải anh đứng từ đằng xa anh ôm gốc cây, anh núp gốc cây rồi anh khóc chụt chùi. Anh phải lên tiếng trước chứ. Thôi bây giờ giờ anh hiền quá thì cái này mà về mình chủ động hết đi. Thật ra anh sẽ làm được hết á, vấn đề là chưa có ai chia sẻ với anh thôi ha. Tôi nghĩ là đây là cái cơ duyên để ta gặp nhau, mỗi người hỗ trợ cho nhau. Mình cũng có một người chồng rất là hiền hậu, đảm đang việc nhà, chăm lo cho mình, chỉ đâu đánh đó ha. Giúp mình tất cả mọi việc, nhưng mình cũng hỗ trợ là mình phải giúp cho anh có thêm nhiều cái sự mạnh mẽ hơn nữa, vậy thôi. Em nghĩ là chị làm được điều này được. Và với sự hỗ trợ của chị thì anh sẽ hoàn thiện hơn trong vai trò của một người đàn ông. Biết được không, Ninh Thịnh? Người đàn ông là phải men, không trả lời được thôi chị chứ. Ninh Thịnh quá, nghĩ là ok đó. Được, được. Ok rồi, hồi nãy là anh đã hát tặng cho chị một bài hát rồi, bây giờ chị có bài hát nào chị tặng lại cho anh không? Hát lại vậy. Mình hát trong một đoạn đầu của bài Chim Trắng Mồ Côi thôi. Dạ. Tình anh như nửa con sông dài, con nước về cho cây trái trổ bông. Tình em như lúa xanh trên đồng, cây lúa chờ ngày mùa đơm bông. Chiều quê hai đứa hay vui đùa, anh cánh cò em chim sáo mồ côi. Phù sa dung đắp chia đôi bờ, anh bên bồi em bên lỡ chờ mong. Anh ca cũng hay rồi. Hai anh chị ai hát cũng hay, rất là hợp với nhau trong cái khâu văn nghệ. Thật ra chị ấy là người rất là bản lĩnh. Chị ấy là người phải nói là rất nhiều cái trải nghiệm trong cuộc sống này. Chị ấy là người giỏi đó. Còn anh quá hiền luôn. Bây giờ chỉ cần một tình yêu thật sự từ anh thôi. Bây giờ anh có thể nói một cái gì đó bằng cả trái tim của mình, phải nói được để xem chị có bấm nút hay không thôi. Mời anh có thể đứng tiến lên, đứng trước mặt chị nói cái gì đó bằng cả trái tim của mình. Mình suy nghĩ thế nào về người đối diện và mình muốn cái điều gì mình nói chị biết thôi. Thôi lớn lên nha. Mạnh mẽ lên. Anh có thể cho anh một cơ hội để làm quen. Anh nói chuyện anh nhìn chỉ chứ anh nhìn đâu trên trời, anh hỏi đâu trên đây vậy? Anh nhìn chỉ, anh hỏi chỉ nè. Hai người mình đến đây cũng như là có duyên mới gặp. Em cho anh cơ hội để tìm hiểu được không? Anh sẽ cố gắng gì? Anh sẽ cố gắng sửa lại mấy cái mấy cái mà điểm em chưa hài lòng đúng.
Chị có hỏi anh ấy điều gì không? Để cho anh trả lời luôn đi. Hỏi cụ thể luôn. Anh có làm được, làm được không gì đó. Em không hỏi nữa đâu, em mời anh ngồi xuống đi. Tại vì em hỏi mà. Bây giờ chị có ba câu hỏi hỏi anh đi. Anh có làm được cái gì không? Hỏi anh thử xem. Rồi chúng ta sẽ đưa ra quyết định chính xác. Cái mà em muốn hỏi anh thì ví dụ như em thấy anh quá hiền, thì anh có thể thay đổi là anh mạnh mẽ thêm một chút, để em tin tưởng rằng là bên em có một cái bờ vai của người đàn ông, để mà em có thể dựa cùng cái bờ vai đó để chia sẻ cho cái khoảng đời còn lại của em. Được không? Được. Nói đi. Nó mạnh lên. Mà phải mạnh mẽ chứ không anh phải sẽ thay đổi được. Kinh cứ yếu yếu mềm mềm gì đây ha. Nói đi anh. Anh cố gắng thay đổi được. Rồi. Câu hỏi thứ nhất. Còn hỏi gì nữa không? Thôi chắc không hỏi nữa đâu. Được. Không hỏi gì nữa ha. Rồi. Bây giờ chúng ta quyết định thôi. Để tay về nút bấm đi. Phía tay trái kìa anh. Chị ngồi xếp đi. Bây giờ chúng tôi đã nhanh nhắn vô. Đúng rồi, thích là cứ bấm nha, không cần gì cả. Nãy giờ Linh và Ngọc Lan cố gắng để anh chị nói chuyện thật nhiều với nhau, để chúng ta có thời gian để suy nghĩ ha. Bây giờ đã đến lúc ta quyết định. Quyết định thì chúng ta phải có trách nhiệm với sự quyết định của mình. Chúng ta phải bấm nút bằng cả trái tim của mình nha, không vì điều gì cả. Nếu thích, nếu cảm giác được, bấm. Còn nếu không thích, mình cảm giác không phải là của mình, không được, không có khả năng, không có cơ hội, chúng ta nhường cơ hội để cho người khác. Đừng bấm vì bất kỳ điều gì cả. Bắt đầu. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Chị không bấm. Bấm đi. Chị đã thay đổi. Cảm ơn chị. Chúc mừng anh chị. Thật ra nè, anh ấy là người rất là tốt á, mà Linh nghĩ rằng chị có thể thay đổi được. Cố gắng cho anh một khoảng thời gian nào đó để anh thay đổi và hoàn thiện. Không phải là anh hoàn thiện cái xấu đâu, mà hoàn thiện bản lĩnh của đàn ông. Được đó. Thì nói chung thì em cũng hy vọng là như vậy. Nên thôi em cứ cho nhau một cơ hội, để là có thể mình hiểu nhau thêm chút xíu, rồi mình sẽ hoàn thiện với một cái gì mà mình đang mong muốn. Là thứ nhất là muốn cho ảnh biết rằng là sẽ bên ảnh sẽ có người đồng hành, mà đồng hành ở đây đồng hành sự mạnh mẽ lên để nó hoàn thiện một cái gia đình. Đúng rồi đó. Chị chứ... không bấm đâu nha. Linh nhìn qua chỉ Linh giống như cầu cứu vậy đó. Đúng không chị? Này đúng, chị không muốn bấm đúng không? Thì thật lòng thì cứ tính để là cho người khác bấm. Nhưng mà suy nghĩ thôi, giờ mình cứ chia sẻ với nhau những cái gì mà mình chưa hoàn thiện cho lắm, thì thôi mình cứ bấm thì mình cho nhau cơ hội đi. Đúng rồi, đôi khi để tìm một người đúng như ý mình á, hoàn hảo nó khó lắm. Một người lanh lợi, một người thông minh, một người giỏi thì cũng chưa chắc hợp với mình đâu. Quan trọng mình sẽ tự điều chỉnh để làm sao cho phù hợp với cuộc sống của mình. Được ha. Linh nghĩ chị làm được đó. Anh cố gắng lên nha. Anh cố gắng. Cố gắng hết sức mình nha. Cơ hội đó, khó tìm một người giỏi giang thế này lắm đó nha. Rồi,